Tại Hà Nội, Hội đồng đội Trung ương, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp cùng các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình trao học cụ tiếp tri thức năm 2021. Diễn ra từ ngày hôm nay cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021, chương trình trao học cụ tiếp tri thức tập trung vào các hoạt động chính như trao ngay 4.000 phần quà, dụng cụ học tập và vui chơi sáng tạo cho học sinh sinh viên là con em gia đình hộ nghèo, công nhân đang làm việc tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, người lao động tự do không có việc làm do ảnh hưởng của dịch COVID-19, còn các chiến sĩ tuyến đầu. 450 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho học sinh cấp 1, cấp 2 hiếu học trong chương trình Vì Mái Trường Xanh và 20.000 phần học cụ trong chương trình Điều Ước Cho Em. Thông qua các hoạt động này, chương trình bảo đảm cho các em có đầy đủ dụng cụ phục vụ việc học tập của mình, theo đúng phương châm tạm dừng đến trường nhưng không dừng học. Năm học 2021-2022, tỉnh Bắc Cạn có 405 giáo viên ở các cấp học so với định mức. Nguyên nhân là do từ năm 2015 đến nay thì số lượng giáo viên, cán bộ quản lý ngành giáo dục tại tỉnh Bắc Cạn đã tinh giản hơn 460 người. Từ năm 2019, địa phương này cũng đã chấm dứt hợp đồng với nhiều giáo viên làm công tác chuyên môn. Việc thiếu giáo viên gây nhiều khó khăn khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Tỉnh Bắc Cạn đã khắc phục tạm thời bằng cách sắp xếp bố trí giáo viên dạy liên trường, ưu tiên tuyển dụng giáo viên cho những môn học mới